Thưa sư, con đọc bản chú giải Kinh Pháp Cú của Ngài Pháp Minh có đoạn như sau. Tượng Chúa bèn dừng lại, rống lên nghe rất thảm thiết. Nó dương đôi mắt nhìn theo Đức Bổn Sư cho đến khi khúc vàng rồi bị đứt tim. Nó chết ngay tại chỗ đó. Nhờ đang có tâm trong sạch với Đức Như Lai, nó sanh về cõi Ta Quá Tiên Xá, cõi Đau Lợi, ở trong một lâu đài bằng vàng 30 do tuần. Có cả ngàn tiên nữ theo hầu và được mệnh danh là Palit Lầy Giá Cá, Thiên Tử, Đề Bà Bút Tá. Sư cho con hỏi, chú voi chúa này chết với tâm trong sạch với Đức Thế Tôn là tâm lành, và chết trong sự buồn bã thương khóc là tâm bất thiện. Lúc chết với tâm bất thiện như vậy, làm sao chú voi sinh thiên được, thưa sư? À, cái vấn đề ngay cả con ngựa kiền cắt cũng y chang như vậy. Sau khi mà thấy Bồ Tát đi đó, buồn, và với cái lòng thương tưởng đối với Bồ Tát, nứt tim và chết tại chỗ, và khi đó được sanh thiên. Do bởi vì đó, cái đối tượng mà vị này gửi cái tâm trong sạch ấy, là một vị chánh đẳng chánh giác. Do cái đối tượng nó quá lớn đi, nó quá lớn đi, cho nên là vị đó có thể sanh thiên. Đơn giản như vậy thôi. Bình thường chúng ta thường nghĩ là cái tâm ưu tư đó là tâm tâm sân, tâm sân, nhưng mà do cái ưu tư này đó, quý vị nên nhớ như thế này nè. Có những cái tham nên có và có những cái sân nên có. Có những cái tham nó không phải là ác và có những cái sân nó không phải là ác. Tức là sao? Có những cái tham ấy, nó liên quan tới dục, và có những cái tham nó không liên quan tới dục. Cái tham nào liên quan tới dục? Tức là tham ăn, tham uống, tham ngủ nghỉ, nó liên quan tới dục. Còn có những cái tham nó không liên quan tới dục. Ví dụ như bố thí được cái sự hoan hỷ, thì cái hỷ đó đó nó là tham. Nhưng mà cái tham đó nó không liên quan tới dục. Khi chúng ta giữ giới, chúng ta được cái sự an lạc của giới, cái an lạc đó đó nó thuộc cái chi phần của tham, nhưng nó không liên quan tới dục. Rồi khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta được cái hỷ lạc, cái hỷ lạc đó cũng liên, cũng là tham, nhưng mà cái tham đó không liên quan tới dục. Cho nên cái tham đó nó không ác. Nhớ nhỉ, cái tham nó không ác. Cho nên tại sao mà quý vị đọc ở trong kinh đó, có một cái câu đó là các cái ác bất thiện pháp. Có nhớ câu đó không? Có những cái ác bất thiện pháp, tức là có những cái bất thiện pháp mà nó không có ác. Tâm tham bản thân nó là tâm bất thiện. Cái thiện ở đây nên hiểu là nó không có khéo. Thiện ở đây có nghĩa là khéo, chứ không có nghĩa đạo đức ở đây. Cái kusala đó, tức là khéo. Akusala tức là không có khéo. Tức là mình hành thiền, mình hành pháp như thế nào đó mà mình phải dùng cái tâm tham vào ở trong đó, tức là mình không có khéo, nhưng bản chất nó không có ác. Đấy, cho nên có những cái bất thiện pháp nhưng nó không có ác, và có những cái ác bất thiện pháp. Đấy, thành ra có những cái tham không liên quan tới dục. Kế bên có những cái sân mà nó ác, nhưng có những cái sân nó không ác. Quý vị có thường hay nghe một số vị nói là sân ác, tham ác, sân ác. Tức là có những cái tham không có ác, còn có những cái sân không có ác. Cái sân nào không có ác? Là những cái sân nên có. Ví dụ như ưu tư. Ưu tư, cái ưu á, bản thân nó là sân, nhưng có những cái ưu tư nên có. Ví dụ như chúng ta ưu tư làm sao để tôi có thể giữ giới, thì cái ưu tư đó, cái suy nghĩ ưu tư đó nó không có ác. Rồi chúng ta ưu tư làm sao để mình có thể hành thiền một cách miên mật, thì cái ưu tư đó nó không có ác. Rồi ưu tư làm sao để tôi có thể chứng sơ thiền, rồi chứng nhị thiền, chứng tam thiền, chứng tứ thiền. Rồi ưu tư tôi phải làm cách nào đó để mà tôi có thể chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì cái ưu tư đó nó không có ác. Và Đức Phật nói là những cái ưu tư đó là những ưu tư nên có. Tuy nhiên
nó là bất thiện. Nhưng mà nên hiểu bất thiện đây là không có khéo, chứ không phải bất thiện đây là ác. Tức là sao? Mình tu, mình giữ giới, mình hành thiền, mình ráng, mình nỗ lực, mình tu chứng đắc đạo quả, mà mình phải sử dụng đến cái lòng ưu tư, thì tức là mình không có khéo. Cũng vậy, khi chúng ta nghĩ đến Đức Phật, chúng ta nghĩ bằng cái lòng tôn kính, thì đó là chúng ta khéo. Nhưng mà chúng ta nghĩ đến Phật mà bằng một cái lòng ưu tư, là mình ưu tư là mình sanh vào cái thời kỳ không có Phật, và Đức Phật đã nhập Niết Bàn, giáo pháp Ngài để lại không còn nhiều nữa. Ngài đã hy sinh vô lượng kiếp để Ngài đem lại những cái mảnh, đem lại giáo pháp bao la, mà bây giờ pháp hành thì chưa bao nhiêu, pháp học thì cũng không có nhiều, mà cứ cái kiểu mà tàn tàn như vậy thì làm sao mà mình có thể xứng đáng được với đấng tự phụ đây, sao có thể xứng đáng được với Đức Thế Tôn đây. Thì đó cũng là một cái ưu tư, nhưng mà cái ưu tư đó rõ ràng là bất thiện, nhưng nó không có ác. Cho nên ý, cái chuyện mà voi Bali lầy giá cá mà ưu tư bằng cái lòng thương tưởng đối với Đức Thế Tôn mà vẫn sanh thiên, thì chúng ta hiểu là bình thường, mặc dù đúng cái tâm đó là tâm bất thiện, nhưng nó không có ác.